chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin tình nguyện. Chúng ta cũng biết rằng tổ chức người thượng hiện nay cũng khá là nhiều, là một tổ chức phi lợi nhuận. Sau đây là một tổ chức MHRO, đầy đủ là Monsignor Human Rights Organization. Từ tháng 9 năm 2016, Monsignor Human Rights Organization tuyên bố đề cập đến thông tin sai lệch, tuyên truyền tiêu cực và những lời lẽ không hay thường được loan truyền trên Internet, mạng xã hội, trong cộng đồng hoặc trên Facebook từ các nhà lãnh đạo, người thượng, tín đồ hoặc những người khác không được thông báo hoặc bị lừa vì nhiều lý do khác nhau. Một trong nhóm Human Rights Organization kêu gọi tất cả người thượng tránh những lời đàm tiếu, tìm kiếm sự thật, xác minh sự thật và chấm dứt những lời nói và suy nghĩ tiêu cực không có tác dụng cải thiện cuộc sống của họ hoặc hạnh phúc của người thượng nói chung. Tổ chức MHRO không ủng hộ hoặc dung túng bạo lực với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào ủng hộ bạo lực, cho dù điều này liên quan đến người thượng hay bất kỳ công dân nào trên thế giới. MHRO tin tưởng vào sự bình đẳng và công bằng xã hội cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Tổ chức nhân quyền người thượng MHRO là một tổ chức phi lợi nhuận được tổ chức tại Raleigh, Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Vào năm 1998, MHRO là một tổ chức thành viên được thành lập bởi các nhà lãnh đạo của lực lượng kháng chiến người thượng trước đây. Lãnh đạo là Ron Ney, người từng là trợ lý chỉ huy lực lượng kháng chiến người thượng, còn được gọi là Phun Rô, trong rừng rậm của Việt Nam, Campuchia và Thái Lan từ cuối chiến tranh Việt Nam năm 1975 đến năm 1985, hiện là giám đốc điều hành MHRO. Tầm nhìn của tổ chức MHRO là hòa bình và tự do cho tất cả người bản địa Tây Nguyên, người thượng, bao gồm quyền tự quyết cho người bản địa, người thượng ở Việt Nam, những người gốc Tây Nguyên của Việt Nam, những người mong muốn được sống trong hòa bình trên vùng đất của tổ tiên, được quản lý bởi luật pháp của chính họ, khuôn khổ theo tuyên bố chung của Liên Hợp Quốc về quyền con người của người bản địa. MHRO cam kết hành động nhằm thúc đẩy các phương thức hòa bình và bất bạo động để cải thiện quyền con người, hạnh phúc và tương lai của người thượng sống ở Tây Nguyên Việt Nam, và được hợp tác toàn diện với chính phủ Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế trên thế giới này, các quốc gia và dân tộc bản địa khác. Đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng các nguyên tắc của tuyên bố Liên Hợp Quốc về quyền của người bản địa Tây Nguyên, bao gồm quyền tự sự quyết tâm. Kể từ năm 1998, dưới sự chỉ đạo của giám đốc điều hành Ron Ney, MHRO đã phục vụ và trao quyền cho cộng đồng người thượng ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ. MHRO cũng đã trao quyền và hỗ trợ người thượng sống trên quê hương của tổ tiên người thượng ở Tây Nguyên Việt Nam ngày nay. Một sứ mệnh của MHRO là đoàn kết và đưa tất cả những người thượng sống ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển, hiện nay cũng là Campuchia và Thái Lan đang tị nạn, nơi người thượng đã tái định cư, coi như một người với một tiếng nói, để trao quyền và bảo vệ những người thượng sống ở Tây Nguyên Việt Nam và để bênh vực cho những người xin tị nạn và những người tị nạn đã chạy trốn khỏi sự đàn áp ở Việt Nam. Tổ chức MHRO hoạt động tại Hoa Kỳ. Kể từ năm 2003, MHRO đã nhận được hai khoản trợ cấp liên bang từ Văn phòng tái định cư người tị nạn Hoa Kỳ, và MHRO đã hỗ trợ 262 gia đình nộp đơn yêu cầu đoàn tụ gia đình, 1896 người nộp đơn xin thường trú nhân thẻ xanh và 117 người trong quá trình nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Kết quả là hơn 1192 người thượng đã nhận được quy chế thường trú nhân và 185 gia đình với hơn 948 trẻ em đã được đoàn tụ với gia đình. Kể từ năm 2003, MHRO với tư cách là một tổ chức cộng đồng đã cung cấp cho cộng đồng người thượng những dịch vụ hiệu quả và có ý nghĩa nhất, chủ yếu vì chúng tôi nói ngôn ngữ của chúng tôi, đồng thời hiểu được văn hóa và cộng đồng của người
Chúng tôi, trong quá khứ, MSAO cũng đã hỗ trợ các dịch vụ xã hội như dịch thuật, tiếp biến văn hóa, thăm bệnh viện, bảo tồn văn hóa và tài liệu, tiếp cận việc làm và giới thiệu, và thường là bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào phát sinh. Tổ chức MSAO đã cung cấp những dịch vụ này trong quá khứ để các gia đình người thượng có thể đến Hoa Kỳ và đoàn tụ với gia đình của họ và xây dựng lại cuộc sống mới của họ ở Bắc Carolina. Mặc dù MSAO không còn cung cấp dịch vụ nhập cư và đoàn tụ gia đình, khi từ năm 2011, hồ sơ về các dịch vụ của MSAO cho thấy kết quả rõ ràng và tích cực cho hàng trăm khách hàng, MSAO không chỉ phục vụ người thượng mà còn cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhập cư và tị nạn khác từ nhiều quốc gia bao gồm Miến Điện, Iraq, Iran, Sri Lanka, Eritrea, Burundi, Congo và cả Việt Nam. Dưới sự tài trợ của OAA, MSAO đã điều hành hai văn phòng, một ở Raleigh và một nữa ở Greensboro. Tất cả nhân viên MAO đã làm việc rất chăm chỉ kể từ khi thành lập tổ chức, và khi các khoản tài trợ kết thúc, các nhân viên tiếp tục làm việc không mệt mỏi với tư cách tình nguyện viên trong nhiều năm để tiếp tục phục vụ cộng đồng người thượng và vận động thay mặt cho người thượng tại Việt Nam. Trái tim và giá trị của chúng tôi dựa trên đức tin, tình yêu và hành động của cơ đốc nhân. Tổ chức MSAO phục vụ hơn 600 người tị nạn có đơn xin nhập cư trong năm 2010. Năm 2010 tiếp tục đạt được thành tựu với các dịch vụ đoàn tụ gia đình và di trú. MSAO đã phục vụ hơn 600 người thỉnh cầu với các đơn. Tổ chức MSAO tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về người bản địa tại Geneva. Đại diện MSAO, Giám đốc điều hành Rồng Này và Giám đốc Sở Di trú Viên Siêu đã tham gia Hội nghị của Liên Hợp Quốc về quyền của người bản địa Tây Nguyên tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 năm 2010. Đại diện chuyên gia tại hội nghị gồm ông John Henry Sen Naui, bà Jenny Lassimbang, Malaysia, ông George Molintas, Philippines và nhiều đại diện khác trên thế giới. Nhiều quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có đại diện quan sát viên bao gồm, nhưng không giới hạn ở các cơ quan của Liên Hợp Quốc, bao gồm UNESCO, UNITA, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dân tộc bản địa, bao gồm Tổ chức Nhân quyền Người Thượng MSAO, Incomides, Hội đồng Người Da Đỏ Nam Mỹ, Hội đồng Hiệp ước Người Da Đỏ Quốc tế, Hiệp hội Phụ nữ Bản địa và Hiệp ước Người Bản địa Châu Á Dịch vụ Pháp lý Thổ dân Tây Úc, Khmer, Liên đoàn Campuchia Krom, Liên minh Quốc gia của Người Canuck, Hội đồng Thổ dân New South Wales. Các phiên họp thảo luận bao gồm các cuộc thảo luận liên quan đến quyền con người, phát triển kinh tế, quyền văn hóa và quyền đất đai bản địa. Hội nghị là một cơ hội tuyệt vời để MSAO kết nối với các đại diện của các dân tộc bản địa quốc tế khác và thay mặt các dân tộc thượng Anak Chữ Trang vận động cho các đại diện nhân quyền từ Liên Hợp Quốc. Một sự việc đáng lo ngại đã xảy ra khi một đại diện của Phái Bộ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phàn nàn về đại diện của Tổ chức Nhân quyền Người Thượng và cố gắng chặn bài phát biểu của MSAO. Tại một trong các phiên họp, với lý do Việt Nam không có dân tộc bản địa và do đó MSAO đã không có quyền tham gia vào diễn đàn, đại diện Việt Nam đã xóa tên các diễn giả MSAO khỏi danh sách. Các đại diện của MSAO đã phàn nàn về điều này với các nhà tổ chức hội nghị của Liên Hợp Quốc. Dựa theo bản đồ đất đai của người thượng, người bản địa Việt Nam bị chính phủ Việt Nam từ chối tại hội nghị của Liên Hợp Quốc về cơ chế chuyên gia về quyền của con người bản địa vào ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 năm 2010. Các dân tộc bản địa của Việt Nam người thượng được gọi là Nak Chữ Trang, Khmer Krom và Cham, đại diện cho các bộ lạc bản địa tại hội nghị cơ chế chuyên gia và quyền của người bản địa tại Geneva vào ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 năm 2010. Đây là cơ hội vàng để bày tỏ ý kiến của mình liên quan đến tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền và người bản địa ở Việt Nam. Rất tiếc là
kể từ khi tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền người bản địa được công bố vào ngày 13 tháng 9 năm 2007. Chính phủ Việt Nam đã phớt lờ và không công nhận người thường là dân bản địa. Tuyên bố vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân chúng ta, và Việt Nam dường như không liên quan gì đến tuyên bố cả, mặc dù Việt Nam đã tán thành tuyên bố của Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 9 năm 2007. Vì những lý do này, kể từ năm 1975 đến nay, điều kiện sống, đặc biệt là đối với người thường ở Tây Nguyên, trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử của chúng ta. Hiện nay, chúng ta đang có nguy cơ mất toàn bộ nền văn hóa của mình. Chúng ta đã sống qua những thời kỳ khủng khiếp, sống một cuộc sống thiếu thốn từ tay đến miệng. Kể từ khi chủ nghĩa thực dân bắt đầu, người thường chưa bao giờ có cơ hội biết đến hạnh phúc, của hòa bình và quyền tự quyết cả. 13.000 sinh viên Việt Nam đến Hoa Kỳ để học tập, nhưng không có một người thượng nào được phép nhập học. Người thượng có rất ít cơ hội để phát triển, và điều này càng trở nên tồi tệ hơn dưới thời chính quyền Hà Nội. Chính phủ Việt Nam tuyên bố đã thay đổi, nhưng các điều kiện bắt bớ và phân biệt chủng tộc vẫn tiếp diễn xảy ra. Sự thay đổi và cải thiện kinh tế xã hội đối với người Việt Nam trong thành phố để có được sự tin tưởng và tín nhiệm nhiều hơn từ Hoa Kỳ và các nhà tài trợ quốc tế, nhưng hỗ trợ phát triển rất ít đến các làng của người thường. Người thường nghèo nhất trong số những người nghèo ở Việt Nam. Điều này được UNICEF và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ghi nhận hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.